Ai trời ơi trời, sao cứ chơi game mà thua hoài vậy mấy bạn ơi, mệt qua luôn cả ngày chơi game mà toàn thua không à, đúng bực mình luôn á, không biết có cái trò nào mà mình thắng được không ta. Nè, tôi nghe cái tiếng gì mà quen quá, tiếng gì vậy? Mèo, 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 rồi rồi tiếng lại 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 nữa một chiếc đó mèo. Từ rồi từ, tính phá xe tôi nữa nè, từ rồi từ, mèo mèo nữa 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 mèo, chị bên đó, mèo, mèo chị bên đó, từ rồi nữa rồi. Hai người này là mình bực mình quá đi. Hai người xuống coi, hai người xuống coi, hai người xuống coi. Ủa gì vậy? Xe này của tôi mà sao hai người cứ lấy chạy hoài vậy? Ô con khỉ ngu, ngu, xe này là tôi trúng số, tôi có được những chiếc xe này đó. Vậy cho tôi chiếc đi. No, 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 no. Mấy chiếc xe này, mấy chiếc xe rất là xịn. Giờ không cho đâu. No, 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 xe này là của tôi, tôi cho ai đó. Để đây cho tôi, xe này là của tôi á. Trời ơi, nghĩ sao tôi cực khổ lắm tôi mới có được mấy chiếc xe này mà. Cứ xin, 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 xin. Ê, vậy hai chiếc này của ông, vậy chiếc màu đen của tôi chị bên ta ha. Tào lao nữa đó, tào lao khôn mà chơi khôn mà xe người ta mà tự nhiên cái lệ sinh như đúng rồi vậy đó. Sao cái nào cũng là của ông. Mèo không có bỏ sự cố gắng. Tôi phải làm việc chăm chỉ, tôi cố gắng tôi mới có được chiếc xe này, còn mèo tự động thì đâu mà chui ra mà xin vậy. Gì vậy? Làm việc chăm chỉ đi đúng chứ. Rồi tôi làm việc chăm chỉ mua hai chỉ số mỗi trời chúng sáng, chiếc từ sáng giờ ông làm gì mà ông đang làm việc chăm chỉ đó. Ừ tại thì tôi ngồi tôi chơi game nguyên một ngày chứ làm gì. Ủa bạn chơi game bạn chăm chỉ với bạn là bạn chơi game nhưng mà tôi chơi game mà tôi chơi game tôi chơi game tôi trúng bạn... xe nè ông thấy ha. Ông tại sao ông trúng được ba chiếc xe này? Sao tại vì ngày thường ông đối xử tốt với chui tị bánh đa cho nên trời thương ông mới cho ông trúng xe này. No. Sẽ có mỗi người một chiếc ở trong này. Bộ hai người thích những chiếc xe này lắm hả? Đúng rồi, thích mới xin chứ không xin làm vậy. Được rồi mấy bạn ơi. Hồi nãy mình nói với mấy bạn là phải chi có trò nào mình thắng đúng không? Hôm nay mình sẽ thách đố mẹo chị Banda và mình sẽ chiến thắng. Tao 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 đừng có liếm chiếc xe của tôi đi coi. Cái xe mà cũng liếm nữa chứ là dơ thì còn bà Banda bà chui cho bà ngồi sẵn kìa. Đi ra con xe của em. Đi ra con xe của em. Được rồi, hai người ra đây. Đứng đây nói được rồi, đứng đây nói đi. Nói đi. Thấy rồi trong xe mới nói chuyện. Nói đi, trong này mới nghe. Được rồi, nếu hai người thắng tôi trong một trò chơi thì tôi sẽ cho hai người một chiếc xe, nhưng mà chỉ một chiếc thôi nha. Chiếc này được không? Được, nhưng mà nếu hai người phải thắng tôi kìa. Thôi, chiếc này đi, giờ phải chiếc này hơn rồi. Tại cho mà còn lựa. Ông mà trò gì vậy? Đua xe. Đúng vậy. Vậy là mình sẽ leo lên mấy chiếc này. No, xe này quá đắt tiền, tôi không thể nào cho mẹo chị Banana nhảy lên đua được. Ok. Hai người phải cùng tôi đua những chiếc xe go-kart nhỏ xinh đúng không? Go-kart. Để chúng ta có thể phần chiến thắng, nhưng mà đặc biệt đua xe lần này không phải cứ về nhất là được đâu. Không phải cứ chạy nhanh là được đâu. Bây giờ biết cách nào không? Sao? Đua xe mà chúng ta còn bồi thêm lucky block vô nữa. Vừa đua xe chúng ta vừa chọi lucky block vô đầu nhau. Được, có lấy vậy nè. Mấy bạn là chết, cái này có nguy hiểm quá mấy bạn. Tại mình chơi lucky block lúc nào cũng bị xui hết đó mấy bạn. Lỡ đâu mà mèo quăng lucky block vô đầu mình mà mình xui quá mình té rồi mình thua rồi mình mất chiếc xe rồi sao? Đúng rồi đó. No. Chứ sao vậy? Mấy bạn ơi, mình lỡ nói vậy rồi mẹ chị Banda đồng ý rồi mình mà mình rút lại á, chị Banda là không có đáng, không có đáng. Nói tôi hèn đâu là bạn sao? Ơi, đúng rồi, không hèn, được, không được. Nhất của chị Banda luôn. Là mình phải thắng mấy bạn. Các bạn nếu muốn mình thắng thì nhớ nhấn like để ủng hộ mình, nhấn subscribe để ủng hộ mình nha. Và mọi người hãy nhớ khi thấy quảng cáo mọi người hãy dành ít thời gian ra mọi người xem để ủng hộ anh đấy nha mọi người. Ok luôn. Bây giờ á mẹ chị Banda. Được rồi. Hai người thích chiếc xe lắm chứ gì? Được rồi. Khoan xí. Hả? Nhưng mà khi mà mình cho được người ta mình chọi lúc cái lóc cái đầu người khác thì mình có được cộng điểm không? Không, mẹ sẽ chạy nhanh hơn và mẹ sẽ về đích thôi. Như vậy không? Nói cái này đâu có tính bằng chạy nhanh đâu, nói cái này tính bằng lúc kia đúng rồi, mẹ cứ chạy nhanh không là đâu có đủ đâu, mẹ phải lực được lúc kia lấp hơn đấy mẹ hiểu không? Ok rồi được rồi kệ không sao hết, miễn sao là hả tôi chị mình ta cũng sẽ lấy được chiếc này thôi. Được rồi mẹ. Nhưng mà chúng ta phải có ba màn đua, mỗi màn đua không biết có mấy vòng nữa, nhưng mà chúng phải có ba màn. Ai chị đã chưa thắng mà đòi nhảy lên chạy vậy? Chạy về bờ trước nha. Chị chắc chắn chị thắng em không ạ? Chị chảnh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với thế giới đua xe nha mọi người. Let's go. Boom, chúng ta đã tới với thế giới đua xe rồi các bạn. Mấy bạn hãy xem đây, đây chính là thế giới đua xe. Ở đây chúng ta có quá trời vòng luôn nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Và chúng ta sẽ đua xe ở thế giới này. Đó, lại đây. Ủa, chúng ta có rất là nhiều xe để cho chúng ta lựa chọn. Như là cái chiếc này nè, nó. Con vịt dễ thương nè. Còn có chiếc xe ba bánh nữa nè mèo. Có xe ba bánh không chạy được không? Ủa, có xe con vịt nữa nè. Ai có chọn chiếc xe này? Ô tô. Người đề ra cái lực chơi này á cho nên ông chạy ba bánh là vừa nhất luôn á. Không, tôi phải lựa chiếc xe nào nhanh nhất tại vì tôi muốn thắng vậy lắm rồi mèo. Vậy tôi cho con vịt nha, con vịt dễ thương quá nè. Rồi cho mèo chọn con vịt luôn. Cách nào chọn xe vậy? Đi, nhấn vô cái nút này nè. Ok. Đó. Rồi xong, nhấn rồi, vô cái nút không? Này. Mình sẽ chọn một chiếc xe nào thiệt là ngầu, thiệt là nhanh mới được. Chiếc xe này hả? Không. Nếu là các bạn hãy chọn chiếc màu nào? Các bạn comment đi chứ anh là anh sẽ chọn một chiếc xe màu xanh trời có 4 cái bồ. Đó, tôi chọn chiếc này. Rồi xong, chọn xong rồi, bây giờ đi theo tôi. Chúng ta qua bên này để chọn màn để đua. Chọn rồi. Ok. Nè,
qua bên này nè, chúng ta có rất nhiều màn để đua, từ độ khó cho tới dễ đó, thấy không? Đây là 1 sao, đây là 2 sao và đây là 3 sao. Ê, mình thấy đua, chưa? Mình đua đua cái này đi, thấy cái này đã quá nè. Ở đây có màn khó 4 sao và có màn khó 5 sao luôn. The City, thành phố siêu khó. Ông nói mình đua 3 màn đúng không? Đúng vậy. Vậy thì mình lựa từ 4 sao trở lên, mình không chơi 1 sao 2 sao đâu. Đúng vậy, 1 sao 2 sao là quá đúng dễ, chỉ dành cho người núp thôi mấy bạn. Bây giờ chúng ta hãy chơi từ 1 sao gì, từ 3 sao tới 5 sao. Đó, 3 sao. Nè, bây giờ tôi chọn màn 3 sao rồi, theo tôi. Nè, bây giờ ra đây chúng ta sẽ bắt đầu đua ấy chưa? Cái màn này đã được chọn rồi, bây giờ cùng nhau đua nào. Wow, mình sẽ được giới thiệu map nha mọi người. Coi map của mình đảo vậy. Đó, mẹ thấy map đã không mẹ ơi? Đó. Đẹp thiệt luôn á. Đẹp ha. Ủa, đã chưa kìa. Trời ơi trời, chúng ta đã đến rồi mèo. Mình đang leo lên xe đây. Sao mèo? Leo lên xe, cái này được 100.000 like có đua cho mấy bạn fan coi không? Đó, nếu video này được 100.000 like mình sẽ livestream đua cái này cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì bắt đầu rồi. 5 4 3 2 1 không chứ phát. Ủa mà sao cho tôi chết làm sao vậy? Trời ơi, ông là người thất thất mà đó, vậy là rồi được rồi. Mình sẽ chọn Lucky Lock và Lucky Lock nó sẽ cho mình những cái món quà dùng để cho anh mẹo chị Bình Đa. Ui, tôi không có món quà nào xịn hết mà tôi có tăng tốc nè. Ôi á, ai chăm xét tôi vậy? Trời ơi trời. Trời ơi, bà Bình Đa với chị với mèo bỏ xa mình luôn rồi. Không được, không được. Cố lên. Ôi, nhanh lên. Không, nhưng mà tôi chỉ cho một người duy nhất thôi đó, hai người phải chiến thắng với nhau đó. Ôi da, ê, bỏ bom nữa vậy. Trời ơi, bà Banda, bà ác. Ai biết chị làm sao, ai biết đâu. Mình ăn bom kìa, nó đó, mấy cái màu đỏ là cái trái bom mà của chị Banda đó mấy bạn. Mình sẽ né mấy cái này nè. Màu đỏ là bom chị Banda thả ra. Đúng vậy, màu đỏ là bom của chị Banda thả ra. Chị dùng hết nha, chị Banda, chị cứ dùng hết nha. Trời ơi, dùng một hồi dính mèo luôn đó chị Banda. Không, chị chạy trước rồi, Banda chạy cái gì vậy, cái gì vậy, có tên lửa nè. Bà dùng. Tên lửa tông chúng tôi. No. Ai biết chị dùng. Trời ơi, mèo với chị Banda hai người chơi tên lửa luôn. Thôi, ông kia bà dùng đó. Trời ơi, chị chạy trước hả chị hả? Ba, còn vậy hả? Giờ tôi có hai cái đít mà mẹo chị Banda chạy mất tiêu luôn rồi. Nguy hiểm quá vậy. Rồi mình sẽ cố lên. Đừng né cái màu đỏ, né cái màu đỏ. Né cái màu đỏ, chị Banda ăn cái màu đỏ đi chị Banda. Cái màu đỏ là cơm đó chị Banda, ăn no lắm chị Banda. Đúng rồi, ăn cái màu đỏ vô đi chị Banda. Trời ơi, màu đỏ là cơm đó. Trời ơi, mèo bị dính bẫy rồi. Kè thấy mèo rồi. Ngu, mèo nó bị chị Banda trôn rồi. Đừng có trôn em ra sau lưng chị á. Tôi thấy mèo nè, tôi tới chỗ mèo luôn. Đôi, mèo dính 7 lần nữa, mèo ngu. Ông có xin lỗi chị rồi, chị đánh chị Banda. Trời, trời, trời. Dạ, trời, trời, trời. Dạ, trời, trời, trời. Dạ, trời, trời, trời. Dạ, trời, trời, trời. Rồi, xong. Chị Banda trước mặt tôi rồi, tôi sẽ chiến thắng chị Banda. Đó, tôi bật khiên luôn, tôi nghe cái giọng bảo vệ luôn. Wow. Bạn hết khiên, bạn chết chứ mà. Không, tôi sẽ không chết đâu. Trời ơi, mèo đánh chị Banda rồi. Mẹ sẽ đánh chị Banda rồi. Trời ơi, rồi. Em thấy đồng đội của chị ngu như bò. Em bắn tên lửa chị nè chị Banda. Ủa sao xem mèo chạy nhanh vậy? Rồi, tên lửa của chị Banda bắn mèo. Thiệt là đần độn quá đi. Tại sao mà mèo tôi chạy tốt sao nè. Mèo chung team với chị Banda chứ. Ê, cái này hình như không ai chung team với ai đâu mèo. Không, chị chưa lấy được chị. Ai chung team với ai đâu. Tôi sẽ cho mọi người mù này nha. Mọi người sẽ bị mù. Mà có ai bị mù không? Có ai bị đen thùi không? Không. Tôi lận được một cái bình thuốc màu đen mà. Tại sao không ai bị mù quá vậy? Tự mù. À, tôi không có tự mù đâu mèo. Nghĩ sao vậy? Tôi không mù đâu. Rồi, mèo chị Banda có cái nào cho tôi không? Hai người có cái nào cho tôi không? Không, tôi không biết bài đâu, tôi đang hạng nhất là tôi khùng, tôi đứng lại. Nè, tôi bắn tên lửa mèo nè, tôi khùng tôi đứng lại. Đó, tôi bắn tên lửa mèo kìa. Né được thì chị Banda dính. Ôi da, ôi chị dính cái bơm ghê vậy. Ôi chị dính cái bơm ghê vậy. Trời ơi. Rồi, mọi người ơi, tôi chạy xa mọi người lắm rồi. Thật ra tôi uống thuốc tắc. Ê, đây có được tắc không ta? Ừ, tôi uống thuốc tắc. Chị Banda mới chọi bơm này đâu. Trời ơi, chị Banda chọi bơm mèo. Ôi, chị Banda sang đích tôi. Ui da, ui da, ui da. Chị thức dậy là thuốc chị mèo quá. Đánh đầu vô gốc cây. Không sao, không sao, mình vẫn hơn nhất mấy bạn. Mình vẫn hơn nhất. Ui, mẹ cuối cùng, mẹ cuối cùng nè. Tăng tốc lên, về đích nào. Tăng tốc lên. Tăng tốc lên. Về đích rồi. Yes, màn đầu tiên ta đã chiến thắng. Chị Banda quýt ra. Đây là top 1 của em. Wow. Nè, hãy người hãy xem nè. Đó, mình top 1 cái chùm. Chị Banda nè, hạng nhì nè, mèo hạng ba nè. Nhục, thật là nhục nhã. Hai người đã thua tôi rồi. Một trong tôi, chị Banda thắng là cũng được tính thắng. Không, phải một người đúng thắng rồi. Lên đến đó, ví dụ như ông thắng 3 lần thì ông thắng. Còn tôi, chị Banda và một trong hai người thắng thì cũng tính thôi. Thì được rồi, được rồi. Bây giờ tới màn tiếp theo mình sẽ đổi chiếc xe mấy bạn. Chiếc xe của mình nó hơi giỡn nha. Nè, tiếp tục nè, mọi người vô đây tôi đổi xe. Đi đổi xe mới được. Bây giờ tôi chơi chiếc màu đỏ nè, Red Hood là phải màu đỏ. Chiếc màu hồng đâu? Ok, tôi chơi chiếc xe ba bánh nè. Trời ơi, xe ba bánh thì cho núp. Mày là núp. Tuy nhỏ nhưng mà nó sẽ nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Chờ nó đi,
rồi chị bên đây chị rồi, vậy xem bánh của hồi nãy mèo chơi chiếc con vịt thì mèo sẽ được thành con gà tại mèo đã thua rồi đồ con kẹp vịt gà rồi giờ chị bên đây chơi cái gì bánh, chị bên đây chị chơi chiếc gà máy cắt cỏ chị bên đây dứt lên thôi chị chơi bọn cũ làm lại rồi xong chị bên đây hết chơi mô tô chị được rồi bây giờ chọn map mình sẽ chơi cái map này khó hơn nữa nè giờ mình chơi cái gì xong đây là cái map 4 sao á chị bên đây rồi đây đến với cái map 4 sao rồi núi non hùng vĩ chưa go ôi chơi mèo bảo cướp chơi kìa không có đâu trời ơi tôi được top 1 nè tôi lại tiếp tục hạng nhất nữa rồi bắn tên lửa cho mẹ xuống ra nè trời ơi ăn tên lửa đi tôi thấy có người ăn tên lửa rồi đúng không đó cho chị ba đang tên lửa đó chị ba đang sao ui ui vậy là dính cái tường rồi dính cái tường rồi ui cái này là một cái đường rớt xuống ăn sấm sét đi mèo trời ơi ui mẹ bắn tên lửa mình mẹ bắn tên lửa mình ui mẹ tên lửa tiếp em bắn đây cái này sao ta cái này hướng nào mèo ơi vô lên đây giờ không biết chạy hướng nào hết hướng này đúng không ha chạy hướng này trời ơi nguy hiểm quá mình không biết hướng nào mình đứng lại mình chờ mèo thời gian rồi mẹ tính ăn gian à mèo không có chạy xuống xe được đâu cái này là cái bình màu đen này là bơm mực này bạn chọi một cái sẽ có người bị mù có ai bị mù không không ai mù hết á tụi mày tiến 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 rồi chị bên đây mất xe rồi coi như chị bên đây bị lỗi khỏi cuộc đua đây tôi bật kiên lên tôi bật kiên lên tôi bật kiên rồi mà tại sao tôi vẫn ăn được tên lửa ơi tôi đã bật kiên lên rồi mà tôi vẫn bị ăn tên lửa và tôi đang tàn hình rồi ok chạy tiếp chạy tiếp bảo vệ mình hello đẹp ơi ơi mẹ sát tôi quá vậy ui tôi được tăng tốc nè ủa sao mẹ cũng được tăng tốc nữa hả tôi sẽ cho mẹ mù cho mẹ hả mèo mèo ơi trận đua này chỉ còn mình mèo với mình thôi mấy bạn ơi chị Banda chị Banda mất xe rồi ủa sao kỳ vậy ngã cho chị Banda một tay đua mà bị mất xe có ai mà chơi đua xe xong bị mất xe không giờ chị đứng đây chị chờ nè ai đi ngang qua chị đã bị mất xe đó chị Banda ơi ai đi ngang qua hại ủa bà có chừng bà chơi chơi lại mẹ ơi tôi đang lái xe kế bên đập bà dạy bà quánh xe tôi thì sao xe đánh hai ta ôi giá sao tôi bị sét đánh rồi đánh xe chạy dưới hầm rồi chị Banda chị xuống hầm chị Banda ơi tôi bị sét đánh rồi chị Banda thật là đáng ghét mẹ nhưng mà giờ tôi có biết đâu đâu tìm chị quánh đầu lại ngay cái hầm nhảy xuống hầm ở dưới cái hầm chị quánh đầu lại chị đi ngược lại chị đi ngược lại chị đang đi ngược vòng thời gian rồi kìa đi ngược vòng thời gian tôi thấy bà đang chạy bộ kìa trời ơi người ta đua xe mà bà chạy bộ bộ đây là chạy bộ trời ơi không có gì để hại hết vậy trèo lên chị bên đây chị phải trèo lên xe trời ơi xét đánh mèo xét đánh mèo chưa đúng rồi chị đánh mèo là vừa lắm ô thấy mèo rồi mất tiền chứ không hại được ai hết rồi sao thấy mèo rồi nha tôi sẽ hại mèo nè mèo đúng rồi ê á ê á chơi sắp xếp vậy tại sao là cái khiên tôi đâu có cái khiên đâu cái khiên này dởm muốn chết cái khiên này chả bao giờ bảo vệ được bản thân mình hết các bạn cái khiên không bảo vệ được hả đúng rồi cái khiên có khi nào bảo vệ được đâu trời cái khiên không bảo vệ cái khiên nó dởm dữ lắm mèo ơi và cái lúc chị lắp này nãy giờ tôi xui lắm luôn trời ơi đáng ghét thiệt tôi muốn ăn tên lửa đâu tên lửa đừng hai cho tao tên lửa ơi à mày trời tên lửa ơi mày tông tao làm chi vậy vào chiếc xe ba bánh của tôi nó đem lương nè trời ơi chiếc xe ba bánh của mèo nó đem lại may mắn cho mèo quá ủa chị ba ơi chị về chỗ cũ chưa dạ tôi dịch chuyển tới chỗ mèo nè ủa sao tôi dịch chuyển tới chỗ chị bánh ra ôi vậy là đâu có được no tôi chơi thì chiêu dịch chuyển mà tôi còn dịch chuyển với chị Banda mà bà Banda còn tông tôi nữa chứ tôi nói từ không có được cố gắng lên rồi xong rồi bây giờ tôi cách mèo y như là muôn trùng ngàn dặm vậy đó mèo ok luôn tôi cố gắng lên tôi cũng thắng được mèo thôi mèo đừng có bạn tôi đang chờ nè mà vui mừng quá tôi đang chờ nè tôi đang chờ bạn mèo đâu chị chào tính ra là mẹ sau lưng tôi rồi đó cười quá à. Tôi lớp 2/3 rồi nè cười quá mèo cha tôi hả trăm mấy điểm mà ông nói gì vậy ủa làm sao mà được tôi 2/3 đâu rồi giờ tôi thắng nè trời ơi trời không có để nào được mèo ăn tên lửa của tôi rồi đúng không tôi ăn sấm sét rồi mẹ ăn sấm sét rồi đúng không trời ơi rồi mẹ hả không giống tôi đâu mẹ hả chúng chị Banda đó mẹ hả chúng chị Banda đó tôi có sấm sét tôi tám rồi tôi tăng tốc một cái tăng tốc hai cái tăng tốc ba cái ủa thấy chiếc xe của chị Banda dưới hầm nè mèo xe bé tên chùm chị luôn được trời không có được chị Banda ai dụ mà chơi trời ơi sao mèo về đích rồi trời ơi mèo về đích rồi đáng ghét quá trời ơi bây giờ mình cố gắng về hạng gì mấy bạn ơi để không mình thất bại luôn mấy bạn thất bại tôi nói là xe ba bánh tôi lên hương mà không tin
Ê, tụi nó hiện nghe được cái xài đó, xài bà không nội, được. Bà chạy heo hướng này nè bà nội. Xài nó không thấy được, chị bên đây chạy heo hướng thì chị bên đây chạy heo hướng đường nó đi. Lại trên đầu kia nó cho chị lên, rồi chắc chắn coi cái xài bà đó. Bà đa nãy giờ bà đứng đó luôn á, tôi bắn mèo nè mèo. Cục đó tôi hạ nó có sợ không ăn hết. Tôi đang cố gắng chạy về đích đây nè. Rồi, xong rồi, phải chạy chiến thắng giờ đó, cục đó tôi thả nó hút ăn đi hết. Tại không, tôi sẽ không ăn cái cục mèo thả đâu. Sao không ăn vậy? Cổ lên, mình sẽ được về hạng nhì. Về hạng nhì là không tính là tôi thua nha. Không, nhưng mà tôi tha. Không, tôi đã về hạng nhì rồi. Thôi, giờ tôi mới 3/3, tại tôi thua mèo tới một lát luôn. Tôi dịch chuyển vào chỗ chị Panda, bởi vì tôi mới thua nhục nhã vậy nè. À, tại đã sao chưa dịch chuyển đúng không? Đúng rồi, tôi tưởng đâu dịch chuyển là người cuối cùng chứ. Rồi xong, giờ không kẹp luôn, đứa hạng. Chị Panda được hạng nhì. Từ không thể tin. Không thể tin được, thật không thể tin được. Cái này á, tại chạy bộ, chị nghĩ là tính nó cái sức mình á. Tôi không thể nào tin được luôn, tôi không thể nào tin được. Tôi tin cho mình hơn. Tôi không thể nào tin được luôn. Tại sao tôi lại hạng cho? Chứ lần này chị chạy bộ chừng vòng chắc chị thắng á. Không, tôi sẽ đổi xe, tôi sẽ đổi qua chiếc màu đen. Màu đen sẽ mang lại vòng tay. Tính ra vậy tôi chịu đã thắng nha. Tôi không hề biết, tôi thấy rất là bực mình. Còn màn nữa là tôi. Mình sẽ cố gắng thắng lần này. Chiếc siêu xe là gì bên đó? Thôi, đương nhiên là chị đến sẵn về nhà, khỏi lo. Tôi để chiếc xe phong thủy của tôi. Mình sẽ chiến thắng bằng thực lực của mình các bạn. Em vẫn chọn chiếc xe phong thủy của em. Bắt đầu đua nè. Đó. Ok, coi map nè. Ui. Map này có vẻ khó quá mèo ơi. Map này nguy hiểm lắm nha. Nguy hiểm chứ là chị Panda đó nha. Không thì cũng thắng nha. Tôi sẽ cố gắng chiến thắng map này. Map này nó ít rút kỳ lóc lắm, giật lý ý rồi. Thấy map này có drift để cho mèo. 3, 2, 1. Drift cho các bạn coi nè, drift. Ủa cái này sao, cái này sao? Từ từ này. Ủa, hai đường kia là hai đường. Ủa, cho bạn ăn cái tinh lửa bạn ơi. Ủa, sao không ăn tinh lửa vậy? Tôi không ăn tinh lửa đâu mẹ ơi. Ôi trời, không sao. Ôi, đừng có xài cái chai là bot nha. Không, không có xài cái chai là bot nha. Cái đường này nó khó chạy dữ lắm. Cái diễn này dởm dữ lắm nha. Quẹo nè, nó. Ừ, đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Mèo dêm cùng dịch chuyển cái gì vậy? Ờ, tôi có thì tôi xài thôi. Kéo, tôi có tăng tốc 3 lần luôn nè mèo. Kéo. Trời ơi, tăng tốc 3 lần, tôi quá nhanh rồi. Không ai bắt kịp tôi đâu. Mà trận này tôi nhất định là chiến thắng. Đại chiến thắng luôn mèo. Ê, chị mới chụp cục gì ra vậy? Tàn hình. Ủa, tàn hình không ăn được cái gì hết trơn mèo. Tàn hình không ăn được. Ơ, nhưng mà tàn hình cũng né được tất cả các đòn đánh của mèo đó mèo ơi. Hết tàn hình chưa? Hết tàn hình rồi đó. Ok, hết tàn hình kệ em chứ tôi cũng chưa ra đường này đường nào. Ôi, tôi sợ hết tàn hình mèo bắn tôi đúng không? Tôi chọi cho mèo nè. Trời ơi, mèo bị rớt khỏi xe rồi. Mèo đó mèo đâu? Đường này nè, đường nào có lúc gì lắm. Ủa, chị Panda ơi, mèo ơi. Mèo thôi nha, không xài cho tôi nha. Ui da, tôi mới bị ăn cái tên lửa của tôi, mèo ăn cái bom của tôi. Đau đớn quá, kè mèo ăn tên lửa đi mèo. Từ từ, ai chọi chị hoài vậy? Cái đó em chọi chị Panda. Em chọi chị đó chị Panda ơi. Chị Panda bị chọi hả? Em sợ ghê vậy. Rồi, ôi da, ai chơi mù đường vậy? Không có đường chạy luôn. Ôi da, tôi mới đường chạy. Ôi da, tôi mới đường lại, đừng có chạy nữa. Tôi không thấy đường nhưng mà tôi vẫn chạy rất là nhanh. Ôi, chơi tê bê, đi tì. Ôi, chết tới bên mèo chạy ngược đường kìa mèo. Ủa vậy? Ủa, mèo chạy ngược đường kìa. Chết cha, hồi mình đi lại được. Mình lừa mèo, mình nói mèo chạy ngược đường cho mèo chạy lại. Ủa, làm sao? Tôi biết gì hết. Mình đúng phải mèo. Tôi biết gì hết. Ủa, mình chạy đúng rồi, chạy sao kìa. Tôi biết gì hết, mèo ngu người luôn. Ủa, vậy ta. Đúng rồi đó, cứ chạy đi, đừng có. Ôi, mèo đứng yên lại luôn rồi. Trời ơi, chạy. Chạy lại. Có chơi hẹn không? Mèo không biết đường, mình biết ngay mà mèo có tiệt chiêu mà mèo bị mù đường. Mèo bị mù đường. Chị vòng lên chứ chị Panda. Rồi chị Panda, tôi bắn tên lửa kìa. Tôi bắn tên lửa của em, tên lửa của tôi không? Không phải thèm. Tên lửa của tôi không? Tôi tăng tốc. Chiêu. Cho TB. Ôi, TB hả? Đó là một cái tiệt chiêu ăn gian. Mày tính chơi ăn gian thật sao mèo? Không có được đâu, không có được đâu. Mù đường. Ây da, ăn bom nữa. Mù đường lại nè mèo. Mù đường lại đi. Cho trái tên lửa nè. Đau quá. Đừng còn ăn tên lửa nữa đâu. Mình thua cuối sao? Không thể nào được. Chính nghĩa. Công lý luôn đi. Dế chính nghĩa. Thôi chị Panda còn dịch chuyển ở chỗ mèo nữa. Mẹ người nhanh nè. Mẹ nhanh thôi. Bắn tên lửa mèo nè. Dính chị Panda rồi. Và may mắn là chị Panda. Chị dám là cái kêu cho mèo. Dịch chuyển lại cho mèo. No, đứng lại. Đứng lại. Rồi mèo hát rồi. No. Rồi luôn rồi. La. Mèo thắng 2 trận liên tục là kết quả chung cuộc là mèo thắng rồi. Của tôi nha. Rồi, ok mấy bạn ơi, mình tặng cho mèo một chiếc siêu xe đi ha.
thì dù gì mẹ cũng thắng mình rồi mấy bạn ơi, mẹ cũng đã cố gắng để chiến thắng được mình rồi một cách công bằng luôn mấy bạn. Thôi kệ, mèo chơi trận này mèo chơi công bằng, dù tôi có lừa mèo cả nào đi nữa mèo vẫn thắng. Ủa không lừa, tôi quanh lại luôn á, tôi quanh lại cái đường. Được rồi, được rồi, bây giờ mèo đã thắng được rồi. Ok, mấy bạn thấy sao, mấy bạn comment ở phía dưới đi, mèo có xứng đáng nhận được siêu xe hay không? Dĩ nhiên rồi. Anh thì thấy dĩ nhiên là mèo xứng đáng nhận được siêu xe. Được rồi, bây giờ anh sẽ đi tặng cho mèo siêu xe. Còn nếu các bạn thích những cái video này, bạn hãy nhấn like, nhấn subscribe và đặc biệt nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi anh ra video mới nha mọi người. Ok, bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Bye bye.